Như Quỳnh. Và Thế Hoài xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Việt TV đã đến với phần tin tức buổi tối. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2013. Kính thưa quý vị, sau đây là những dòng sự kiện chính trong ngày. 5 người chết và nhiều người bị thương trong vụ đánh bom hàng loạt ở Ấn Độ. Biểu tình ở Nga yêu cầu trả tự do cho những người phản đối Tổng thống Putin. Thủ tướng Nhật Bản tham dự buổi duyệt binh trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc. Cơ quan dự trữ liên bang FED đưa ra quyết định chính thức trong chính sách tiền tệ. Twitter chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Và kính thưa quý vị, sau đây Nhật Quỳnh sẽ mở đầu với phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, Nhật Quỳnh xin được mở đầu với phần tin thế giới. Trong bản tin thế giới đầu tiên ngày hôm nay nói về việc bom xe đã giết chết ít nhất là 55 người tại thủ đô Iraq. 10 vụ bom xe xảy ra ở các khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia ở Baghdad vào ngày Chủ nhật ngày hôm nay 27 tháng 10 khiến cho ít nhất là 55 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát cho biết là một trong 10 chiếc xe chở bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở phía bắc của quận Huria đã khiến cho 3 người chết và làm bị thương 16 người, phá hủy ít nhất 3 ngôi nhà gần đó. Cùng ngày, thì một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công những binh sĩ đang xếp hàng chờ nhận lương tại ngân hàng chính phủ ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq, làm cho 12 người thiệt mạng. Những vụ đánh bom khác đã diễn ra ở Baghdad và thưa quý vị đã khiến cho 37 người thiệt mạng. Vụ việc nghiêm trọng nhất giết chết 7 người khi hai chiếc xe bom phát nổ tại một khu chợ đông đúc thuộc thị trấn Narawan ở phía nam của thủ đô. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận là thủ phạm của các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, những người Hồi giáo Sunni cực đoan liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda thường bị cho là đứng sau các vụ việc này, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bạo lực mới tại Iraq. Kính thưa quý vị, trong khi đó, thì phiến quân Syria giao tranh với lính bắn tỉa Avid. Trong khi các nhà trung gian hòa giải quốc tế đang chuẩn bị cho những cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, thì các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Syria. Đoạn phim trên Internet được cho là ghi lại những hình ảnh trong ngày thứ Bảy hôm qua ngày 26 tháng 10, cho thấy là các phiến quân ở tỉnh Deraa đang chống chọi với các đường đạn bắn tỉa. Các tay súng nổi dậy đã mang theo một người bị thương rời khỏi hiện trường, trong khi những người khác vẫn còn nằm trên mặt đất không biết rõ là chết hay sống. Nhóm phiến quân này đã bắn trả các tay súng bắn tỉa ở phía sau một bức tường. Cuộc xung đột của Syria bắt đầu từ tỉnh Deraa, từ một phong trào biểu tình ôn hòa chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, sau đó đã lan rộng khắp đất nước và biến thành một cuộc nội chiến. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, đến nay đã có hơn 100.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột và hàng triệu người đã phải ra đi. Tuần này, phe đối lập Syria đang lưu vong đã từ chối lời kêu gọi từ các phương Tây và Ả Rập về việc tham dự các cuộc đàm phán hòa bình theo kế hoạch và nói rằng họ sẽ không tham gia nếu Tổng thống Assad vẫn có cơ hội duy trì quyền lực. 5 người chết và nhiều người bị thương trong một vụ đánh bom hàng loạt ở Ấn Độ. 5 người chết và khoảng 83 người bị thương trong một vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ở thành phố Patna thuộc tỉnh Bihar, Ấn Độ vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 10 ngày hôm nay. Hãng truyền thông Ấn Độ cho biết là trong vòng 2 giờ đồng hồ đã xảy ra hàng loạt các vụ bom tại 3 địa điểm gồm ga xe lửa tại Patna, khu vực gần Gandhi Maidan và nơi ứng cử viên Thủ tướng Narendra Modi là chủ tịch đảng đối lập của chủ chốt của Bharatiya Janata đã chuẩn bị đọc diễn văn trước hàng ngàn người ủng hộ. Quả bom tự tạo đầu tiên phát nổ vào lúc 10 giờ 30. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Một nạn nhân cho rằng Bộ trưởng của bang Bihar Nitish Kumar, đối thủ chính trị của ông Narendra Modi, đã gây ra vụ việc này. Tháng trước, thì đảng Bharatiya Janata đã chỉ định ông Narendra Modi, 62 tuổi, nguyên thủ hiến bang Gujarat, đã ra tranh cử trong một cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào năm 2014. Tên tuổi của ứng cử viên này gắn liền với các vụ bạo động ở bang Gujarat vào năm 2002, khiến cho khoảng 2.000 người, chủ yếu là tín đồ Hồi giáo, thiệt mạng. Lãnh đạo của bang Gujarat 3 nhiệm kỳ, ông Narendra Modi đã bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố không giữ vai trò gì trong các vụ bạo động. Trong khi đó, Thủ tướng Israel bác bỏ báo cáo Iran dừng các hoạt động làm giàu chất uranium. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Iran đã tạm dừng hầu hết các hoạt động làm giàu chất uranium hôm Chủ nhật, ngày 27 tháng 10. Trước đó, một quan chức cao cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia Iran tuyên bố là Iran đã ngừng hoạt động làm giàu chất uranium ở cấp độ trên 5%.
và Iran đã có đủ lượng nhiên liệu làm đến 20% được cho biết là sẽ sử dụng cho các lò phản ứng nghiên cứu phục vụ cho y học. Tại cuộc đàm phán Geneva cùng 6 cường quốc trên thế giới vào tuần trước, Iran cho biết sẽ cắt giảm chương trình tinh luyện uranium nhằm tháo gỡ sự trừng phạt kinh tế của các nước đối với nước này. Tuy nhiên, làm giàu chất uranium đến 20% lại là quá trình đầu tiên đảm bảo về năng lượng cho sản xuất vũ khí hạt nhân. Phía Israel cho rằng nếu Iran dừng việc làm giàu chất uranium cấp độ 20%, các máy ly tâm hiện đại vẫn cho phép tăng mức độ làm giàu từ 3,5% lên đến mức 90% trong một vài tuần. Tại Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái, ông Netanyahu nhấn mạnh việc làm giàu chất uranium cấp độ 20% được xem là đường ranh giới đỏ trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với các cường quốc phương Tây. Hoa Kỳ đã nghe lén điện thoại của bà Merkel từ năm 2002. Theo thông tin được tạp chí Đức là Der Spiegel đã công bố vào ngày 26 tháng 10 rằng Hoa Kỳ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức là Angela Merkel trong hơn 10 năm qua. Tạp chí này cũng nói là họ có tài liệu mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy số điện thoại của bà Merkel nằm trên một danh sách có từ năm 2002, từ trước khi bà trở thành Thủ tướng của nước Đức. Tuy nhiên, tài liệu mật này không cho thấy việc theo dõi điện thoại của bà Merkel như thế nào và nhằm mục đích gì. Các tài liệu bị lộ còn cho biết là có một đơn vị nghe lén được đặt ở Sứ quán Hoa Kỳ tại Berlin chịu trách nhiệm giám sát các cuộc hội thoại ở trụ sở chính phủ của Đức. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra ở 80 địa điểm trên cả thế giới. Chính phủ Đức đã vô cùng phẫn nộ trước những cáo buộc của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ theo dõi điện thoại của bà Merkel. Và lần đầu tiên trong lịch sử thì chính phủ Đức đã phải triệu hồi đại sứ Hoa Kỳ về việc này cách đây khoảng vài ngày, khởi đầu biểu hiện của sự rạn nứt ngoại giao chưa từng có giữa hai nước sau thời hậu chiến. Trong khi đó thì phe đối lập ở Bangladesh đã bắt đầu 3 ngày biểu tình. Kính thưa quý vị, Quốc dân đảng Bangladesh, được viết tắt là BNP, đảng đối lập chính ở nước này, đã bắt đầu cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày từ ngày hôm nay. Chủ tịch đảng BNP và cựu thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia kêu gọi thủ tướng đương nhiệm là Sheikh Hasina phải từ chức, nhường chỗ cho một chính phủ lâm thời đứng ra tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bà Khaleda kêu gọi đóng cửa chính phủ trong vòng 60 giờ, từ ngày 27 tháng 10 đến tối ngày 29 tháng 10, và chỉ đồng ý đàm phán sau khi chính phủ đã đóng cửa theo thời hạn trên. Tuy nhiên, đảng cầm quyền tại Bangladesh là đảng Liên đoàn Awami, viết tắt là ALP, đã quyết định tổ chức biểu tình phản đối yêu cầu trên. Bộ trưởng Tư pháp Bangladesh là ông Kamru Islam cho biết đề nghị nêu trên của bà Khaleda là vi phạm hiến pháp vì nó đã bị tòa án tối cao từ chối. Sự căng thẳng chính trị giữa hai đảng đối lập đã trở thành một đe dọa mới cho ngành công nghiệp may mặc xuất khẩu trị giá 22 tỷ Mỹ Kim. Đây là huyết mạch kinh tế của đất nước nghèo khó này, vốn đã bị chấn động bởi hàng loạt các vụ tai nạn chết người ở các nhà xưởng trong năm qua. Thưa quý vị, Georgia đã bầu cử tổng thống mới thay thế cho ông Mikhail Saakashvili. Ngày 27 tháng 10, thì trên các điểm bỏ phiếu ở khắp nơi trên Georgia đã mở cửa đón hơn 3.5 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới thay cho ông Mikhail Saakashvili, người đã nắm giữ hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp và không được tranh cử trong cuộc bầu cử lần này theo luật định. Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng đã cùng với các cử tri trên toàn quốc đi bỏ phiếu, chuẩn bị chấm dứt 10 năm chấp chính nhiều sóng gió của mình. Ông Mikhail đã lên tiếng và nắm quyền từ sau cuộc cách mạng Hoa Hồng đổ máu năm 2003, buộc tổng thống lúc bấy giờ là ông Edward phải từ chức. Trong 10 năm tại chức, thì ông Saakashvili đã được xem là có công đưa Georgia từ một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bước vào một chế độ dân chủ theo kiểu phương Tây. Có 23 ứng viên tranh cử vụ lãnh đạo quốc gia này. Trong đó thì ông Georgi Mavrilashvili được xem là ứng cử viên sáng giá nhất với sự ủng hộ của đương kim thủ tướng là Bizila Ivanishvili. Nhiều người được đánh giá trong cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương và kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 10. Tổng thống Argentina đối mặt với khó khăn trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Kính thưa quý vị, sáng nay, cử tri Argentina đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ để thay một nửa trong tổng số 257 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong số 72 ghế tại Thượng viện. Tổng thống Cristina Fernandez, 60 tuổi, không thể đi bầu do đang ở trong thời gian hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu thuật hôm 8 tháng 10. Bà cũng sẽ không thể ứng cử chức tổng thống vào năm 2015 do đã giữ chức trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định cơ cấu tại quốc hội trong 2 năm cuối cầm quyền của nữ tổng thống này, mà còn trở thành bàn đạp để một số chính trị gia của phe chính phủ và phe đối lập chạy đua vào Nhà Hồng.
Bà Fernandez được cho là sẽ mất một số ảnh hưởng trong quốc hội khi đất nước Nam Mỹ này hiện đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và đồng tiền suy yếu. Các ứng cử viên được bà Fernandez hậu thuẫn chỉ giành được 26% số phiếu trong vòng bầu cử sơ bộ hồi tháng 8, chỉ bằng một nửa số phiếu mà liên minh của bà đã giành được trong năm 2011. Phe cánh của bà Fernandez chỉ có thể an tâm phần nào trừ khi họ có thể đảo ngược được kết quả từ các cuộc thăm dò ý kiến và chiếm đa số ghế tại quốc hội. Biểu tình ở Nga đã yêu cầu trả tự do cho những người phản đối Tổng thống Putin. Hàng ngàn người đã biểu tình ở khắp đường phố ở Moscow vào ngày Chủ nhật ngày hôm nay và yêu cầu trả tự do cho hơn 20 người bị bắt do chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Putin bị cáo buộc đã tham gia vào các cuộc đàn áp thẳng tay, một cuộc biểu tình phản đối tại quảng trường Polonia thuộc thủ đô Moscow vào đêm trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ 6 năm của ông vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Những người chống đối đã xuống đường biểu tình với các khẩu hiệu như tự do cho những người tù nhân của chế độ cai trị Putin, Putin hãy vào tù, tự do cho những người tù chính trị, tù nhân của quảng trường Polonia. Lãnh đạo phe chống đối là Boris Nemtsov cho biết là các tù nhân của Polonia có khả năng sẽ được phóng thích những tháng tiếp theo, chính là thời điểm quan trọng để hành động. Theo các lãnh đạo của phe chống đối thì vụ án Pussy Riot và các bộ luật đều là một phần của chiến dịch nhằm bóp nghẹt những bất đồng. Tuy nhiên thì Tổng thống Putin cũng cho biết là ông sẽ không suy nghĩ gì về những phe chống đối cho là đàn áp và ông đã làm những gì cần thiết. Trong khi đó thì Thủ tướng Nhật Bản tham dự buổi duyệt binh trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đã tổ chức buổi diễu hành quân sự vào ngày Chủ nhật ngày hôm nay ngày 27 tháng 10 tại cơ sở đào tạo Asaka phía bắc của Tokyo trong tình hình căng thẳng giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong những ngày vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, các quan chức chính phủ đã có mặt tại sự kiện cùng với 3.900 quân sĩ lực lượng phòng vệ, 240 phương tiện chiến đấu và 50 phi cơ. Thủ tướng Nhật Bản phát biểu, chúng ta hãy đoàn kết vì hạnh phúc và thịnh vượng của đất nước chúng ta và kiên quyết bảo vệ đến cùng toàn vẹn lãnh thổ. Gần đây, sự dự thảo chiến lược an ninh mới, Nhật Bản đang xem xét lại lệnh cấp xuất khẩu vũ khí nhằm đóng một vai trò tích cực hơn trong việc duy trì hòa bình toàn cầu. Tuy nhiên, sự việc này có thể gây khó khăn cho Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo rằng Nhật Bản vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 10 không nên đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc vì họ sẽ có các biện pháp cần thiết để tự vệ. Đáp lại, Nhật Bản trong tập trung củng cố quốc phòng, sẵn sàng triển khai sức mạnh quân sự và nâng cao cảnh giác với các ý định của Trung Quốc. Sự mâu thuẫn giữa hai cường quốc kinh tế châu Á này đã nảy sinh sau khi Nhật Bản mua lại 3 hòn đảo ở Biển Đông Trung Quốc từ một người sở hữu tư nhân vào tháng 9 năm 2012. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phần tin liên quan đến tình hình thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, Nhật Quỳnh và Thế Hoài sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.